Định luật về khí lý tưởng, hóa học, tập 12. Khí là tất cả xung quanh bạn. Nó ở trong không gian, nó ở trên sao hỏa, nó hòa tan trong máu của bạn và cả trong ly soda của bạn. Nó ở mọi nơi, và thật dễ dàng để quên rằng chúng ta đang chìm trong một đại dương khí, nhưng nó luôn ở đó. Bạn có thể cảm thấy nó nếu bạn vẫy tay xung quanh. Không thể nhìn thấy nó, nhưng bạn có thể cảm thấy nó. Nó ở đó. Những phân tử và nguyên tử nhỏ đó va vào tay bạn khi bạn vẫy chúng xung quanh. Tôi có một tin tốt và một tin xấu về chất khí. Đầu tiên là một tin tốt. Khi chất khí đang lịch sự với nhau thì cực kỳ dễ dàng để mô tả hành vi của chúng về mặt lý thuyết, thực nghiệm và toán học. Tin xấu là chất khí hầu như không bao giờ cư xử đúng mực. Mô tả toán học đầu tiên về hành vi của chất khí là mối liên hệ giữa áp suất và thể tích. Trong một hệ thống khép kín như bên trong quả bóng này, khi chúng ta giảm thể tích của quả bóng, áp suất bên trong sẽ tăng lên. Và nếu bằng cách nào đó chúng ta có thể làm cho quả bóng giãn ra, thì áp suất bên trong quả bóng sẽ giảm xuống. Nếu tôi tiếp tục giảm thể tích của quả bóng, áp suất bên trong có thể tăng cao đến mức nó sẽ bị vỡ. Mối quan hệ ở đây là một mối quan hệ đơn giản. Khi bạn nhân áp suất và thể tích với nhau, bạn sẽ có một hằng số. Miễn là nhiệt độ và lượng khí không đổi, thì hằng số đó không đổi. Nó được gọi là định luật Boyle. Robert Boyle là một người Anh siêu giàu, lớn lên ở Ireland. Cha anh giàu có đến mức ông đã trả tiền cho một gia đình khác để nuôi con mình. Boyle có rất nhiều ý tưởng tuyệt vời về khoa học và hóa học. Định luật Boyle khá tuyệt. Đối với một lượng khí nhất định ở nhiệt độ không đổi, áp suất nhân với thể tích luôn bằng một số. Nhưng hằng số đó đến từ đâu? Và tại sao nó lại khác nhau đối với các lượng khí khác nhau ở các nhiệt độ khác nhau? Chà, phải hơn 100 năm trước khi chúng ta tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi đó. Với sự giúp đỡ của một người Pháp, Jacques Charles, và người bạn ý cũ của chúng ta, Amedeo Avogadro. Charles và Avogadro đã tạo ra các phương trình giống như định luật Boyle với hai đặc điểm của chất khí được liên kết trực tiếp với nhau bằng các hằng số. Charles phát hiện ra rằng thể tích chia cho nhiệt độ bằng một hằng số, miễn là áp suất không đổi. Và sau đó, Avogadro tính ra thể tích đó chia cho số mol trung bình chứa ở áp suất và nhiệt độ không đổi, cho ra một hằng số khác. Nhưng đây là điều thú vị điên rồ. Tất cả các nhà khoa học này về cơ bản đang giải quyết một dạng khác của cùng một phương trình. Một phương trình mà chúng ta không bao giờ được phép quên. Và đây là cách nó hoạt động. Áp suất nhân với thể tích bằng số mol của chất nhân với một hằng số, nhân với nhiệt độ. PV bằng NRT. Định luật khí lý tưởng, áp dụng cho mọi loại khí, miễn là chúng tự vận hành. Bây giờ là phần thú vị. Bằng cách sử dụng phương trình này, chúng ta có thể chỉ ra cách tất cả các nhà hóa học này giải quyết cùng một mối quan hệ. Họ chỉ gộp nhiều biến số lại với nhau theo thứ tự khác nhau. Tất cả các nhà hóa học mà chúng ta vừa đề cập, Charles, Avogadro và Boyle, đã tìm ra đóng góp của họ cho định luật khí lý tưởng bằng thực nghiệm. Nhưng điều thú vị hơn đối với tôi là phương trình này có thể hiểu được về mặt lý thuyết. Đầu tiên, chúng ta phải hiểu ý nghĩa thực sự của từng biến này. Theo cách tương tự, các nguyên tử và phân tử tạo nên chất khí đang va chạm với mọi thứ, tạo áp lực lên chúng. Quả bóng bay này phồng lên vì các phân tử đang nảy xung quanh bên trong nó, va chạm mạnh hơn vào bên trong quả bóng bay so với các phân tử di chuyển ở bên ngoài quả bóng bay. Các nhà khoa học thường đo áp suất bằng đơn vị lực SI, Newton trên diện tích, mét bình phương, được rút ngắn thành Pascal. Nhưng vì Pascal quá nhỏ nên chúng ta sử dụng kilopascal, hoặc sử dụng áp suất ở đây trên trái đất ở mực nước biển, mà được gọi là 1 ATM. Hoàn toàn ngẫu nhiên, 1 ATM bằng 101.325 Pascal, nhưng nó gần đến mức chúng ta thường chỉ nói rằng 1 ATM bằng 100.000 Pascal hoặc 100 kilopascal. Thể tích là lượng không gian mà các hạt phải tồn tại bên trong. Điều đó hợp lý khi thể tích giảm, áp suất tăng lên, bởi vì có nhiều hạt hơn trong một không gian nhỏ hơn, và chúng sẽ va vào thành chứa thường xuyên hơn. N đơn giản là lượng khí, số mol khí trong hệ. Ở đây, tôi đang giảm lượng khí trong hệ thống, và đáp lại là thể tích cũng đang giảm.
và rõ ràng là áp suất bên trong quả bóng bay cũng vậy. R trong định luật khí lý tưởng được gọi là hằng số khí phổ quát. Mặc dù, như chúng ta sẽ thấy trong tập tiếp theo, R không phổ quát hoặc bất biến. R là 8,3145 lít kilopascal trên mỗi mol Kelvin. Nhiệt độ được bạn và tôi trải nghiệm là nóng hoặc lạnh, nhưng ở cấp độ nguyên tử, đó là động năng. Theo nghĩa đen là các hạt chuyển động trung bình nhanh hay chậm. Vì vậy, nếu nhiệt độ tăng lên, áp suất sẽ tăng lên khi các hạt chuyển động nhanh hơn, và do đó sẽ chạm vào thành bình chứa thường xuyên hơn. Vì vậy, bây giờ chúng ta đã biết về tất cả các phần nhỏ của định luật khí lý tưởng. Hãy xem nó hoạt động như thế nào. Tôi cho một ít nước vào lon nước ngọt này, và bây giờ tôi đang đun sôi nó. Vì vậy, thay vì khí trong bầu khí quyển, bây giờ trong lon nước ngọt có hơi nước, và nó nóng. Tất cả các phân tử đang chạy xung quanh như điên. Bây giờ, chúng ta nhặt nó lên và úp nó xuống bên trong một tô nước đá. Và nó nghiền nát chính nó. Vậy, chuyện gì đã vừa xảy ra với lon nước ngọt? Chà, hãy xem định luật khí lý tưởng có thể cho chúng ta biết điều gì. Những yếu tố nào đang thay đổi? Bắt đầu từ phía bên tay phải, R là hằng số, do đó không thể thay đổi. Tuy nhiên, nhiệt độ của khí chắc chắn đã thay đổi. Nó hạ xuống rất nhanh khi tiếp xúc với nước đá. N cũng đang giảm khi hơi nước ngưng tụ thành nước lỏng, do đó nó biến mất khỏi pha khí. Vì vậy, kết quả tiếp theo ở phía bên tay phải là giảm, và điều đó có nghĩa là phía bên trái cũng phải giảm. Vì vậy, về phía bên tay trái, áp suất thực sự giảm xuống vì nhiệt độ thấp hơn làm cho các phân tử chuyển động chậm hơn. Do đó, va chạm vào thành lon ít hơn rất nhiều so với trước đây. Và thể tích cũng giảm, nhưng không hoàn toàn vì lý do mà bạn có thể nghĩ. Thực sự là do áp suất bên trong lon xuống thấp đến mức mà áp suất bên ngoài lon, áp suất khí quyển, thực sự bóp cái lon lại. Bây giờ tôi hiểu rằng có lẽ bạn không nghĩ điều này thú vị như tôi. Nhưng hiểu được thực tế vật lý của các nguyên tử và phân tử va chạm vào mọi thứ là một kiểu đẹp đẽ đặc biệt đối với tôi. Cũng khá thú vị là nếu bạn biết ba thông số bất kỳ về một loại khí, bạn có thể tìm ra thông số thứ tư bằng cách sử dụng định luật khí lý tưởng. Tất nhiên, không phải tất cả các loại khí đều hoạt động lý tưởng và tất cả các loại khí đều đi chệch khỏi định luật ở nhiệt độ thấp hoặc áp suất cao. Nhưng chúng ta sẽ lưu cuộc thảo luận đó cho tập sau. STP có nghĩa là nhiệt độ và áp suất chuẩn, mà theo các nhà hóa học định nghĩa là 0 độ C và 100.000 Pascal hay 100 kilopascal. Một mol của bất kỳ loại khí lý tưởng nào chiếm 22,4 lít không gian tại STP. Đây là một thực tế có thể đơn giản hóa rất nhiều phép tính. Độ không tuyệt đối là nhiệt độ mà tại đó mọi chuyển động của mọi hạt dừng lại. Nó là 0 Kelvin hoặc âm 273,15 độ C. Cảm ơn bạn đã xem tập phim hóa học này. Nếu bạn chú ý, bạn đã biết về cách thức công việc của một số nhà tư tưởng tuyệt vời kết hợp để tạo ra định luật khí lý tưởng và làm thế nào phương trình khí lý tưởng cho phép bạn tìm ra áp suất, thể tích, nhiệt độ hoặc số mol, miễn là bạn biết 3 trong số 4 điều đó. Và bạn đã học được một vài cụm từ biệt ngữ để giúp bạn nghe có vẻ như bạn biết mình đang nói về điều gì.